Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình Chủ nhật ngày 28 tháng 4 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Xã Thành Công, huyện Khoái Châu không có nợ đọng xây dựng nông thôn mới. Gặp gỡ những cựu chiến binh huyện Ân Thi làm kinh tế giỏi. Xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, các thôn đều có sân chơi thể thao. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Công an tỉnh bắt đối tượng vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Gia tăng tình trạng thanh niên sử dụng ma túy trong các quán bar và karaoke. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù không phải là xã mạnh về kinh tế của huyện Khoái Châu, nhưng với phương châm bình tĩnh và chắc chắn cùng sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã Thành Công đã được công nhận xã nông thôn mới và điều đặc biệt là địa phương không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, xã Thành Công đã huy động trên 124 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp 60 tỷ đồng. Đến nay 100% các tuyến đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng đều được bê tông hóa và cứng hóa. Các thiết chế văn hóa cơ sở được hoàn thiện với 3 trên 3 làng đạt và giữ vững danh hiệu làng văn hóa nhiều năm liền. 100% số thôn trong xã xây dựng được tổ đội vệ sinh môi trường, tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ hòa giải. Đời sống tinh thần vật chất của nhân dân ngày càng nâng cao. Đặc biệt trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Thành Công không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Để đạt được kết quả này, thời gian qua xã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền để khơi dậy nguồn lực. Ở xã Thành Công, khi có nguồn lực sử dụng phù hợp, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đầu tư hàng đầu là sản xuất, bảo đảm các điều kiện về giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Mọi công trình từ nhỏ nhất đều được xã bàn bạc kỹ lưỡng, giám sát chặt chẽ khi thi công, bảo đảm chất lượng và tiết kiệm chi phí tối đa. Nhờ chương trình tín dụng học sinh sinh viên, nhiều năm qua toàn tỉnh đã có hàng nghìn hộ gia đình được vay vốn để cho con đi học tại các trường đại học cao đẳng và trung học dạy nghề. Tính đến ngày 17 tháng 4, toàn tỉnh có gần 5.000 hộ gia đình có con theo học đại học được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với dư nợ trên 152 tỷ đồng. Ngân hàng đã củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động ủy thác với các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Nhờ đó, các đơn vị đã triển khai kịp thời, nghiêm túc việc tổ chức thu nợ, thu lãi hàng tháng tại các điểm giao dịch đối với các hộ gia đình có điều kiện tự nguyện trả nợ gốc, nợ lãi trước hạn. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ xem xét để nâng mức cho vay với sinh viên từ 1,5 triệu đồng một tháng một sinh viên lên 2,5 triệu đồng một tháng một sinh viên. Với tinh thần tương thân tương ái, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên đã chung tay tiết kiệm giúp đỡ hội viên nghèo phát triển kinh tế. Từ năm 2012 đến nay, phường Lê Lợi có 9 trên 9 tri hội phụ nữ thực hiện tiết kiệm giúp hội viên nghèo. Với cách thức mỗi hội viên đóng góp 120.000 đồng một năm. Một năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tiết kiệm được trên 120 triệu đồng, giúp 20 hội viên nghèo vay vốn không lấy lãi. Vốn vay được chị em phát triển nhiều ngành nghề khác nhau như dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Từ khi xây dựng mô hình tiết kiệm đến nay, hội đã giúp đỡ được trên 10 hộ gia đình thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, hội còn tặng quà hội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ Tết. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp hội viên phụ nữ vươn lên ổn định cuộc sống. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh của huyện Ân Thi đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, phát triển đa dạng ngành nghề công nghiệp, dịch vụ, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Cựu chiến binh Nguyễn Anh Tùng, thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc là một trong những cá nhân điển hình làm kinh tế giỏi. Năm 1988 xuất ngũ trở về địa phương, phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, ông Tùng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, vươn lên làm giàu. Hiện ông Tùng có một cửa hàng kinh doanh thiết bị nội thất gần một mẫu trồng cây ăn quả, cho thu lãi 200 triệu đồng một năm. Vị xin là tuyên là thực sự là vất vả. Tôi còn nhớ đinh ninh là trong 8 tháng 13 ngày trong hầm, không nhìn ánh nắng mặt trời đâu. Sau khi trở về là phải nói là cái việc gì khó khăn đến mấy là cũng có thể mình có thể vượt qua được. Năm 2017 thì chúng tôi đã thành lập ra cái câu lạc bộ sản xuất kinh doanh. Là do cựu chiến binh quản lý. Thì trong cái câu lạc bộ này thì có 21 thành viên, thì là mục đích là để giúp nhau với các hội viên cùng nhau để làm kinh tế, giúp nhau hỗ trợ người kia.
Phong trào cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế tại xã Hồng Quang hiện cũng đạt được nhiều kết quả. Từ phong trào xuất hiện nhiều mô hình nổi bật như mô hình trồng cam rộng 1,5 hectare của cựu chiến binh Nguyễn Đình Minh, thôn Ân Thi 1, mô hình VAC rộng 1 hectare của hội viên Trương Văn Cách, thôn Vũ Dương. Toàn hội cựu chiến binh tôi là có 357 hội viên, thì trong đó là còn 3 hội viên là nghèo theo cái tiêu chí mới, thì còn lại là 80%. Là hội viên có mức sống tức là từ khá trở lên. Không chỉ dừng lại ở doanh thu vài trăm triệu đồng mỗi năm, thời gian qua đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế của hội viên cựu chiến binh huyện Ân Thi có doanh thu trên 1 tỷ đồng trở lên, như mô hình chế biến gỗ của các hội viên Nguyễn Công Cầu, xã Hồ Tùng Mậu, Hoàng Văn Cư, xã Phù Ủng. Bình quân mỗi mô hình kinh tế còn tạo việc làm cho từ 3 đến 7 lao động với thu nhập từ 5 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Để hỗ trợ hội viên khó khăn về nguồn vốn phát triển kinh tế, hiện nay Hội cựu chiến binh huyện Ân Thi đã tín chấp cho 1.600 hội viên vay ưu đãi với số tiền hơn 30 tỷ đồng, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Nhờ đó, phong trào thi đua luôn được tiếp thêm động lực và có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện tham gia. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 9 giờ 50 phút ngày 27 tháng 4 năm 2019, tại trạm thu phí cầu Yên Lệnh thuộc địa phận thôn Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã kịp thời bắt quả tang đối tượng Hạng Báo Mua, sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú tại bản Tà Số, xã Trường Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp bằng xe taxi biển kiểm soát 26A07126 từ tỉnh Sơn La về Hưng Yên để tiêu thụ. Thu giữ một ba lô của Hạng Báo Mua, bên trong chứa gần 4.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 4 gói ma túy dạng đá được bọc và ép chân không hình chữ nhật. Qua giám định xác định là methamphetamine có tổng trọng lượng là 3.817,3 gram. Đấu tranh bước đầu, đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng người Lào ở tỉnh Sơn La với giá 370 triệu đồng từ 10 ngày trước. Sau đó, đối tượng này đã thuê taxi vận chuyển về Hưng Yên để bán cho Đỗ Minh Luyến, sinh năm 1985, ở thôn Phương Bồ, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử. Căn cứ lời khai của đối tượng và tài liệu điều tra, cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Minh Luyến. Quá trình đấu tranh, đến nay, Luyến đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ các đối tượng, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, tình hình tội phạm về ma túy, đặc biệt là tình trạng sử dụng ma túy trong các quán bar, karaoke có chiều hướng gia tăng. Mặc dù cơ quan chức năng đã bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc với hàng trăm đối tượng, song tình trạng này còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, các cơ sở kinh doanh vẫn tiếp tục có hành vi vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân. Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 7 tháng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh bất ngờ đột kích vào quán karaoke X-Men do Đỗ Đắc Bảo, còn gọi là Bảo Cụt, sinh năm 1987, trú tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu làm quản lý. Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 69 thanh niên, trong đó có 23 nữ, 46 nam sử dụng ma túy bay lắc quay cuồng trong các phòng hát. Liên quan đến vụ án trên, đến ngày 16 tháng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hay gần đây nhất, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4, Công an huyện Mỹ Hào phối hợp với Công an thị trấn Bần Yên Nhân tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Ngọc Hà ở phố nối thị trấn Bần Yên Nhân, đã phát hiện 26 nam nữ thanh niên gồm 19 nam, 7 nữ có dấu hiệu sử dụng ma túy tổng hợp bay lắc điên cuồng tại 4 phòng hát của quán karaoke. Đây chỉ là hai trong những điểm bay lắc được Công an tỉnh triệt phá thành công trong thời gian qua. Tại thời điểm kiểm tra thì phát hiện thì có khoảng trên 70 đối tượng đang tổ chức còn bay lắc tại 4 phòng hát. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đưa tất cả các đối tượng về trụ sở, đồng thời phối hợp với bệnh xá Công an tỉnh bước đầu xét nghiệm, kiểm tra test nhanh về 4 loại ma túy. Đối với cả tất cả các đối tượng thì xác định 40 đối tượng dương tính với ma túy,
trong đó thì bao gồm nhiều đối tượng ở các tỉnh ngoài, tập trung kể cả Tiền Giang, Hậu Giang, các đối tượng đều có cả. Thời gian qua, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy là các loại ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là quán karaoke trên địa bàn tỉnh, có chiều hướng phức tạp. Chỉ tính riêng trong năm 2018, lực lượng cảnh sát ma túy công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra hàng chục cơ sở trên địa bàn, phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy. Ngoài đấu tranh, công an tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy, trong đó có ma túy đá. Nhưng vì nhiều lý do, các đối tượng chủ yếu là thanh niên vẫn lén lút sử dụng. Hầu hết đối tượng sử dụng đều thuộc nhóm từ 18 đến 22 tuổi, gồm cả nam và nữ, cả khách hàng và nhân viên của quán cùng tham gia. Trong thời gian vừa rồi, thì trong xã hội nó đang có lợi dụng một số cái nhóm loại tội phạm liên quan hành vi tổ chức tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, lợi dụng các cái loại hình dịch vụ kinh doanh giải trí tổ chức hoạt động phạm tội. Thì trong thời gian vừa rồi, nhất là các loại tội phạm về ma túy lợi dụng các loại hình các quán karaoke để hoạt động bay lắc, nhận thấy tình hình phức tạp về giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện thành phố tập trung công tác phòng ngừa và đấu tranh. Thì thực hiện ý chỉ đạo của giám đốc thì công an tỉnh, phòng cấp ủy lãnh đạo đơn vị đã xây dựng kế hoạch và giao cho các đội công tác nghiệp vụ tổ chức công tác nắm tình hình và sử dụng lực lượng cộng tác viên thu thập tình hình. Công tác đấu tranh với loại hình tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn, trước hết do công tác quản lý các cơ sở quán bar, karaoke chưa chặt chẽ, nhiều cửa hàng vẫn mở cửa kinh doanh không đúng giờ quy định sau 24 giờ đêm để các đối tượng lợi dụng hoạt động. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan công an, mỗi gia đình cần tăng cường các biện pháp quản lý con em, định hướng giáo dục con có lối sống lành mạnh, tránh hậu quả đáng tiếc vì lối sống buông thả mà hủy hoại tương lai. Hàng loạt nắp cống thoát nước ở nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Khoái Châu đã bị lấy cắp. Chuyện tưởng chừng nhỏ nhưng hậu quả lại nghiêm trọng. Đã có nhiều trường hợp ô tô, xe máy và cả người đi bộ bị tai nạn xuống hố sâu. Tuy vậy, thực trạng xảy ra nhiều tháng nay vẫn chưa được khắc phục. Tại khu trung tâm thị trấn Khoái Châu, có hàng chục điểm nắp cống bị mất để lộ ra các hố sâu thành cái bẫy gây nguy hiểm cho người qua lại. Tình trạng này đã xảy ra hơn 4 tháng qua, nhưng vẫn chưa thấy cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục. Cũng theo phản ánh của người dân, rất nhiều trường hợp xe máy, ô tô đã bị tuột xuống hố. Chị Nguyễn Thị Nguyệt là người bán hàng đã chứng kiến hàng chục vụ tai nạn tại khu vực này. Cũng cách đây ít ngày, có trường hợp em bé chơi ngang qua đây đã bị ngã xuống hố, rất may chỉ bị thương nhẹ. Xe máy thì chỉ có 1-2 cái thôi, thế nhưng mà còn đâu ô tô thì cứ thường xuyên là bị xuống cái chỗ hố cái kìa, xong rồi thì là đùi lên chả lùi được, rồi còn bật cả các cái đầu bánh xe các thứ ra, xong rồi thì là đi rồi thì là những đứa trẻ con nó còn thụt cả xuống đấy mà. Người dân không chỉ bức xúc trước việc nắp cống thoát nước trên các tuyến đường bị lấy cắp cần được các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc điều tra xử lý, mà còn lo lắng cho sự an toàn trên tuyến đường, bởi những cái hố sâu không có nắp đậy sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm. Chiều ngày 27 tháng 4, trên đường nối hai đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng. Vụ thứ nhất xảy ra tại nút giao quốc lộ 38 với đường nối hai đường cao tốc thuộc địa phận xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi giữa xe ô tô ghép biển kiểm soát 29A-096792 đi hướng từ Yên Mỹ về thành phố Hưng Yên với xe ô tô tải biển kiểm soát 34C-15257 đi từ Ân Thi về Kim Động. Hậu quả, xe ô tô ghét vỡ 4 lốp và bẹp phần đầu bên lái. Xe tải hư hỏng nhẹ. Sau cú va chạm, xe tải chồng lên xe con. Vụ thứ hai xảy ra tại chân cầu Mụa, địa phận xã Nghĩa Sơn, huyện Kim Động giữa hai xe ô tô đi cùng chiều. Xe du lịch 7 chỗ biển kiểm soát 17A-098815 chạy hướng Yên Mỹ về thành phố Hưng Yên đã bị xe tải biển kiểm soát 36M5019 húc vào khiến xe này hư hỏng hoàn toàn phần đuôi xe. Mặc dù hai vụ va chạm đều khá mạnh do các phương tiện đều ở tốc độ cao nhưng rất may không có thiệt hại về người, trong đó xe ghét có 5 người trên xe. Nguyên nhân hai vụ va chạm đều do người điều khiển không làm chủ tốc độ, không giữ đúng khoảng cách an toàn khi vào nút giao nhau, không giảm tốc độ. Nhiều
nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Lực lượng chức năng tỉnh và công an các địa phương đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường. Đồng thời xây dựng kế hoạch lên phương án ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông và các khu vực thường xảy ra tai nạn giao thông để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông. Trong kỳ nghỉ lễ sẽ chú trọng tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm đề phòng và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra. Trong cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì được sự chỉ đạo của giám đốc là yêu cầu lực lượng cảnh giao thông của phòng cảnh giao thông trực 100% quân số. Thế chúng tôi tăng cường các biện pháp. Thứ nhất là thường xuyên tuần lưu đảm bảo tại các khu vực nút giao mà xung đột với giao thông là chúng tôi tăng cường quân số. Thứ hai là chúng tôi tăng cường tổng kiểm tra các phương tiện chở người, xe khách mà chở quá số người quy định cũng như đón trả khách không đúng nơi quy định là chúng tôi sẽ tăng cường xử lý. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ tiến hành tổng kiểm tra về cái nồng độ cồn, bởi vì là cái đợt nghỉ lễ dài 5 ngày thì thường là có hội họp rồi giao lưu thì cái lượng sử dụng rượu bia sẽ tăng, thì chúng tôi cũng sẽ làm các biện pháp phòng ngừa trước để tránh những vụ tai nạn không đáng có và để cho cái ngày nghỉ lễ có ý nghĩa cho người dân khi tham gia giao thông. Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh cũng đã tăng cường 100% quân số, thường xuyên thanh kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông, bố trí các đội các tổ tuần tra kiểm soát thường xuyên trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ nhằm kiểm soát và xử lý triệt để hoạt động vận tải hành khách vi phạm luật giao thông như đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người theo quy định. Bên cạnh đó sẽ tập trung kiểm tra ở các bến xe nhằm giám sát và kịp thời chấn chỉnh những vi phạm về vận tải khách. Tại các bến xe khách, chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra điều kiện của phương tiện và người điều khiển phương tiện trước khi xe xuất bến. Thứ hai là trên các tuyến đường thì thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên bố trí các tổ kiểm tra thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các xe vi phạm lỗi là dừng, đỗ, đón trả hành khách không đúng nơi quy định, xe chở quá số người quy định và xe chạy sai hành trình hoặc xe vi phạm về giá cước để đảm bảo tốt nhất cho cái công tác an toàn giao thông cho bà con đi lại trong dịp nghỉ lễ. Để kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vui vẻ, an toàn, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị chức năng, cấp ủy chính quyền, hội đoàn thể các cấp cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh đa dạng hóa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân trong thực hiện nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Mỗi cán bộ công chức cũng cần nêu gương và vận động người thân trong gia đình trong công tác thực hiện nghiêm quy định của luật giao thông đường bộ. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh đã tổ chức tuần phim miễn phí với bộ phim truyện Những người viết huyền thoại do hãng phim truyện Việt Nam sản xuất. Bộ phim Những người viết huyền thoại lấy bối cảnh cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước thời kỳ những năm 1960 khi yêu cầu chi viện xăng dầu vào chiến trường miền Nam ngày càng tăng cao và cấp bách. Thời điểm đó, một phi xăng vào được chiến trường phải trả bằng xương máu của hàng trăm ngàn chiến sĩ. Bộ phim xây dựng nhân vật tướng Dinh dựa trên nguyên mẫu là Thượng tướng Đinh Đức Thiện và đoàn 559 trong công cuộc xây dựng đường ống xăng dầu xuyên dãy Trường Sơn. Họ thực sự đã viết nên huyền thoại. Với hơn 5.000 km vượt Trường Sơn, đường ống bắt đầu từ biên giới Việt Trung vươn tận tới Phước Long và Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Đợt phim được phục vụ cán bộ và nhân dân thành phố Hưng Yên từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Thành phố Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị bàn giao trao trả hồ sơ kỷ vật cho 11 cán bộ DB và thân nhân của cán bộ DB trên địa bàn thành phố. Trong đó có 2 bộ hồ sơ kỷ vật được bàn giao trao trả cho các cán bộ trực tiếp DB, còn lại 9 bộ hồ sơ kỷ vật được trao cho thân nhân của các cán bộ DB tại các xã Phú Cường, Liên Phương, Hùng Cường, Quảng Châu, phường Lam Sơn và phường Quang Trung.
Được biết, hồ sơ kỷ vật được bàn giao trao trả cho cán bộ DB và thân nhân cán bộ DB, bao gồm các tài liệu, giấy tờ liên quan như sổ tiết kiệm, phiếu công trái, các loại huân huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen, ảnh, thư từ, nhật ký. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của các cán bộ DB, đồng thời qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, thói quen đọc sách ở một bộ phận người dân đã bị giảm sút đi phần nào. Tuy nhiên, tại thôn Phú Cốc, xã Quang Vinh vẫn thu hút rất đông người dân đến tìm hiểu và nghiên cứu. Sở dĩ có được điều này là nhờ ngoài nguồn sách do Thư viện tỉnh cung cấp được luân chuyển hàng năm, thôn còn vận động người dân tích cực chia sẻ đóng góp sách cho tủ sách. Hiện tại, tủ sách của thôn có gần 400 đầu sách, báo, tạp chí. Ngoài những sách hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, canh tác, những sách về sức khỏe, pháp luật, văn học được đông đảo người dân tìm đọc. Theo thống kê của thôn, trung bình có gần 1.000 lượt người mượn sách, đọc sách hàng năm. Các độc giả chủ yếu là thanh thiếu niên, người cao tuổi. Số lượng độc giả tăng cao nhất là những tháng học sinh nghỉ hè. Hiện tất cả các thôn của xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào đã quy hoạch được quỹ đất cho hoạt động thể thao. Gần đây, các thôn đã tiến hành san cát các sân này và đưa vào sử dụng. Xã có 7 thôn, cả 7 thôn đều có sân tập luyện thể thao được đầu tư san cát tạo khuôn viên rộng rãi bằng phẳng để người dân chơi thể thao. Mỗi sân có diện tích từ 200 đến 500 m2, tùy từng thôn. Kinh phí để san lấp mặt bằng tại các thôn hoàn toàn do nhân dân đóng góp. Từ khi có các sân luyện tập, phong trào thể thao trong xã sôi nổi hơn, đặc biệt là phong trào bóng đá của thanh thiếu niên diễn ra thường xuyên. Mỗi thôn đều có đội bóng riêng, mỗi đội bóng có từ 20 đến 30 thành viên luyện tập vào các buổi chiều trong ngày. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.